Rồi hello anh em đến với kênh TT Shop xe nội địa ra băng nha anh em. Đó, TT Shop xe nội địa ra băng nha. Đó, tí kia một lượt đăng ký hay một nút chuông thông báo nha anh em. Biết đâu mình tìm được những con xe ưng ý cho mình sau này nha. Đó, trước mắt anh em đây là một con Honda Career siêu cộp. Em đã nói một con Career siêu cộp nha anh em. Đó, mấy hôm nay có lên hình có mấy tấm à. Đang về nhưng mà hôm nay mới quay được chi tiết em nói nha anh em. Rất là đẹp và siêu cộp nha anh em. Siêu cộp, phải nói là siêu cộp luôn. Em nói tại sao mà em nói một con Career mà nói siêu cộp thì anh em xem hết clip sẽ biết nó thế nào gọi là siêu cộp nha anh em. Đó, con này là Honda Career 50cc nha. Bản màu trắng đỏ. Nhưng mà trắng đỏ này trắng đỏ zin poly nha anh em. Trắng đỏ zin poly à. Đó. Nguyên một con mà đỏ mà nhựa poly này nè. Đêm đầu ngón tay nha. Lâu lâu đựng con nè. Và hình như là em nhớ không lầm là cái con mà Career mà nhựa đỏ zin này nè, là cái con này là cái con đầu tiên của em có nha anh em. Cái con đầu tiên của em có luôn. Nhưng mà mua được một con rất là cạp nha. Nguyên một con nhựa zin poly. Áo đỏ này là áo đỏ nhựa màu nha, nhựa đánh bóng anh em, chứ không phải nhựa sơn nha. Không phải nhựa sơn. Đó, máy zin chất. Vỏ trước sau một cặp zin theo xe. Đót cuối 2000 đầu 201 nha anh em. Cái con đầu đầu 201 á. Career mà đầu 201 cũng khá là cao rồi đó nha. Đó, anh em thấy cái rổ trước không? Cái rổ trước này không mà em đặt em đặt cho nó tẹp cái mèo luôn. Đáng lẽ là em đặt rổ màu đỏ anh em. Nhưng mà không có màu đỏ, có màu hồng. Cái rổ này không đặt 400 ngàn thì bữa đó mua 400 mà vậy nè. Kiểu gắn mà cho nó lạ lạ mắt chơi á. Hai kính si zin. Đó, hai kính si da băng luôn nha. Nè. Đó, có chống ngang, có rổ trước. Vỏ trước sau một cặp zin theo xe. Đót cuối 2000, đầu 201, nhựa zin poly, máy zin chất. Đó, xe full chức năng về anh em sử dụng. Giá em bán con này công khai nha. 22 triệu nha anh em. 22 triệu. Xe này phải nói là siêu cập. Máy chất. Vỏ một cặp zin theo xe nha nè. Đây. Đót 2000 nè anh em. Đây. Đây nè, đây nè, đây nè, không không nè, đót 2000 nè. Đầu 201 nha anh em. Đúng vỏ zin theo xe nha. Đây. Mazda in da băng nè anh em. Không có điều ở đây, 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 đây. Đó. Vỏ còn một cặp nha. Sơn zin nè, mâm là mâm sơn zin nha. Lóc sơn zin nha. Nói chung là full một con xe zin luôn á. Lóc sơn zin. Đó, cố gắng chống ngang. Lóc này sơn zin không dặm nha. Nè anh em nhìn cái bát mà. Cái bát treo máy của nó nè. Cái bát trao máy mà con đời 2001 rồi đó mới thì ghê anh em nè. Nè cái bát trao máy này nhìn xuất sắc. Cái ốc tán nè. Nè cái lò xo này nè, do nó ở phần dưới anh em. Nè lò xo là xo zin nha. Nè lên xanh cứ trâu nè anh em. Nó sẽ xét cái miếng này nè, phần nữa đi nè. Nhưng mà cứ zin mọc nó thì cứ để đi đó. Nè gì thắng nè. Bát xe in da băng nè Hoàng nha. Chung con này khá cọp của dòng Career đó. Nè, ốc tán zin nè. Về do trời mưa đó nè. Không có vệ sinh kỹ được. Chỉ tắm nước sương qua mà đẹp cỡ này rồi. Về anh em ha. Về rửa sương qua nữa ha. Rửa lấy sumo vậy đó. Chà sương nữa ha. Là khá đẹp nha. Career mà vỏ còn một cặp zin theo xe luôn á. Mà được nhựa đỏ, đặc biệt là nhựa đỏ này nè. Cái thằng nhựa đỏ này nè anh em. Cái bạn nhựa poly mà của thằng Career mà đặc biệt nhựa đỏ. Cái thị trường mà bán con xe mà tính nhựa đỏ máy zin thôi. Đừng có tính ba cái đồ zin như lóc zin hay là vỏ zin này kia. Thị trường nó bán dao động từ 25 đến 28 triệu một con nha. Riêng con này cọp cọp bíp bíp mà em bán chỉ 22 triệu à. Đó, anh chị tham khảo thị trường thoải mái nha.
Đó, muốn chơi con xe sưu tầm cặp cặp zin zin vài đây. Một là chơi sưu tầm trưng bày đó, tùy ý anh em nha. Nè. Tem zin từ Nhật vài nè. Con xe này order thấy ngàn mấy anh em. 1965 cây. Nè. Bao tay là bao tay zin theo xe nha. Bao tay zin nè. Bao tay zin nè. Kính zin một cặp nè, mà xe in da băng nè. Đó, tem là tem zin nha. Nè. À. À. Đẹp lắm. Con này về anh em phải không? Đánh bóng lên. Đánh bóng lên kỹ một chút nữa, trùm keo lên luôn. Từ nhựa đánh bóng là anh em trùm keo lên cái nhìn hết bài. Trùm keo mà trùm keo bóng rồi nè. Nè. Vỏ trước zin nè, nè. Đốt 2000 nè anh em. Ốc tán nè. Đó. Ốc tán gì thôi chứ sao vậy anh em. 2000 đồng 201 mà career thì cỡ này thì còn gì nữa. Nè, 01 nè. Đốt zin nè. Dây thắng zin luôn nè. Mâm là mâm sơn zin nè, không dặm không tốt nha anh em. Anh em nào mà kiểu khó tính chút mà muốn chơi zin zin, một là dạy trưng bày sưu tầm vậy đó, thì tham khảo con này giùm em nha. Nè. Ốc tán gì thôi chứ sao vậy. Cri mà cỡ này thì hết phép rồi anh em. Nè, anh em nhìn cái gác chân nè. Cái văn nó còn đúng biến luôn á. Cái văn không có mòn nha. Thường thường mà chiếc xe mình xài nhiều quá nè. Mấy cái văn này nè. Mấy cái văn này nó sẽ mòn, còn này nè. Còn đúng cao luôn á. Đó, nhựa zin mua lê nè. Nè. Do thời gian nó có cắn ở đây nè anh em, người ta có xử lý lên nè. Nè nè. Nhưng mà nhựa mua lê thì khỏi bàn cãi. Anh em cứ đánh bóng qua là ok rồi. Muốn đẹp nữa con này phải không? Anh em về cho thợ đánh bóng lên, trùm keo lên cái nữa là bao phơi. Đẹp con này đẹp. Cái da yên đỏ này là nó lợp lại nha anh em, chứ không có da yên zin đâu. Da yên đỏ này lợp lại cho nó trùng cái màu luôn á. Da yên này lợp lại nha. Chắc do nó lâu ngày nó bị rách á, người ta lợp lại. Nè, anh em nhìn cái bát yên này nó vàng. Nó vàng ngính luôn á. Nè. Trời ơi, cái này nó mới trời. Thường thường của người ta ngã màu ấy, còn cái này nó mới thì ghê vậy. Ừ. Ốc nè. Ốc tán gì thôi chứ sao giờ anh em. Quá nắng rồi. Ừ, tem nè. Ốc tán trong đây nè. Bao zin. Chung con xe này xứng đáng đồng tiền bát gạo nha anh em. Ừ. Thùng xăng nè. Thùng xăng trong cũng khá đẹp nha. Riêng mà cái bản màu bu lê này thị trường bán bèo cũng từ 25 anh chị. Ít lắm, ít xe lắm. Thường thường là bán cho mấy anh mà kiểu thích những xe cập cập vip vip một chút thôi. Nè, những cái đầu dây thắng nó có đóng đá hết trơn nè anh em. Lấy một nè. Đẹp lắm. Máy zin chất nha anh em. Nè, em quay cái bánh treo bên đây nữa nè. Cái bánh treo bên đây còn 7 màu nữa anh em nè. Đó. Cái bánh treo máy bên đây nè. Anh em nhìn trong đây nè. Nó ác thiệt chứ. Vô quá nắng rồi nè. Quay không kỹ được. Ừ. Văn áo đây nè. Ừ. Nhưng mà có xử lý là rõ hết rồi. Mình muốn đẹp nữa vậy thì mình đánh bóng lên, trùm keo cái nữa là tuyệt vời. Về đã trưng bày luôn. Sưu tầm vậy đó. À, để em nổ máy em nói luôn nha anh em. Máy thì bao máy zin rồi. À, con này động cơ đầy từ 50cc nha anh em. Xài máy nước nha. Bao anh em máy zin nha. Máy zin chất, im máy mượt mà nha anh em.
anh em nào quan tâm về cái dòng Honda Cri á thì cứ tham khảo con này giùm em nha. Em có bán mấy con mười mấy triệu cũng có nữa, 16, 17 triệu cũng có, mà áo sơn vậy. Còn muốn xe khó tính mà cập cập vip vip một chút thì tham khảo con này. Nè, mấy cái mã QR, mã code gì của nó từ Nhật về còn hết trơn luôn. Đèn zin chưa cắt nha. Để test chức năng em nói luôn nè. Xi nhan trái nè. Xi nhan trái nè. Xi nhan phải nè. Xi nhan phải nè. Đèn lái nè, có thắng stop nha. Rồi nè. Công tơ đờ mét hoạt động chuẩn chỉ hết nha anh em. Con này là full chức năng nha. Full chức năng cho anh em về sử dụng. Máy zin chất full chức năng. Đó, nhựa đỏ bu li. Xe đẹp đẹp chất chất lắm. Đó, anh em nào quan tâm về cái dòng Honda Cri nè thì cứ call hoặc kết bạn Zalo em đi. Nè, 0832354148 nha anh em. Giá em bán con này công khai là 22 triệu, không ship, không bao ship nha. Anh em ở xa ship thêm phí giùm em ha. Muốn chơi xe cập cập vip vip thì cứ alo em. Đó, Cri mà cuối 2000 đầu 2001 mà bỏ còn một cặp thì kiếm đâu ra anh em, mà được nhựa đỏ bu li nữa. Đó, anh em nào quan tâm thì cứ call em nha, em gửi hình chi tiết 50 tấm hình cho anh em coi. Đó, nhầm khi clip em quay nắng quá anh em không có thấy được xe, không có thấy được chất xe nó cỡ nào ha. Đó, quan tâm thì cứ call hoặc kết bạn Zalo em đi. Đó, còn muốn tham khảo thêm những cái dòng xe khác của cái kênh của em á thì ấn cho kênh em một lượt đăng ký hay một nút chuông thông báo nha anh em. Đó, thấy em bán cái bài này nè, xe này đẹp, xe này xấu, xe này giá thế nào, xe này zin hay không á, cứ bình luận thoải mái lên cái bài đăng này nha. Đó, cái phần đó để tạo tương tác với em, cái phần đó mình đâu có tốn tiền nữa đúng không anh em. Nhưng mà những clip em cập nhật tiếp theo, anh em là những người đầu tiên đã thấy được những clip đó nha. Biết đâu mình sẽ tìm được những con xe ưng ý cho mình sau này nha. Đó, quá nắng rồi anh em ơi. Cảm ơn anh em đã xem clip luôn.